Em chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Đã trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương. Địa chỉ của em là 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Zalo của em cũng là Máy Dầu Dương. Kênh YouTube em cũng là Máy Dầu Dương. Số tài khoản của em là số điện thoại của em anh chị em mình nhé. Thì hôm nay là chủ nhật ngày 30, là ngày cuối năm anh em nhé. Thì ngày cuối cùng của một năm 2023 ha. Sang ngày mai là bước vào 2024 ha. Thì em cũng chẳng có gì hơn thì chúc tất cả anh em mình ha, là bước sang 2024 ha, có nhiều niềm vui và thắng lợi mới ha, trong công việc ha. Làm ăn gặp nhiều may mắn ha, suôn sẻ trong công việc anh em nhé, sức khỏe dồi dào ha. Thì em cảm ơn tất cả anh em đã trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ bên cửa hàng của em ha. Thì em rất chân thành cảm ơn các anh chị em mình nhé. Sang năm 2024 thì gọi giờ thời điểm này gọi là mình đang ăn tết dương lịch ha. Thì em sẽ review cho anh em xem một số mặt hàng hiện tại cửa hàng em đang còn và đang có ha. Anh em nào mà cảm thấy mà ưng ý thì cứ liên hệ em ha. Con này con ở 950 thì con này em đã chốt về vòng quanh ở Kiên Giang, ngày mai em mới đóng được anh nhá. Đấy, con ở 8 này thì em đã chốt về vòng quanh ở Cần Thơ này ha. Thì ngày mai em đóng luôn. Con HX85 này em cũng chốt về Kiên Giang này ha. Hôm nay là bận biểu công chuyện quá em không đóng được ha. Hiện tại là nợ ba đơn là ngày mai em giao anh em nhé. Đấy, em review cho anh em con là con Kubota E8 anh em này ha. Hàng Nhật bãi nguyên zin nhá. Nhưng mà về không biết sao mà lý do gì mà em thấy con heo dầu nó hơi lây lai này. Không biết bên Nhật nó thay hay gì nha. Việt Nam không có anh em nhá. Đúng cái này hàng bãi Nhật của em về ha. Con này là E8 này nè. Màu quân đội này, lốc lát cũng rất ok. Em bao chạy bao zin nhá. Con này chốt cho anh em nào mua này, bán 30 ngày 30 này ha. Em bán cho anh em 9,5 triệu ha. Bao ship, bao gin cho anh em ha. Đấy, con này Mitsu 85 chốt cho anh em 6,5 triệu. Đấy. Con này thì Mitsu 6. E8 thì hai con đẹp nha, con này nó nhìn kiểu nhìn hơn một chút xíu ha. Con này cũng con đẹp này. Anh em nào mua thì liên hệ nha. Bao gin 100% nha, con E8 này nha. Đấy, E60 còn anh em ha. Còn có Mitsu SD6 này, công suất nó 8 người này. Bán cho anh em là 3 triệu này, bán bộ cho anh em đó ha. Máy chạy ngon lành anh em nhá, không hư gì đâu ha. Còn con Mitsu 7 này. Còn con gì đây, con ga 85 này. Ga 75 anh em nhá. Con này ga 75 luôn này. Đây ga 75 luôn này. Đó, ga 75 luôn này. Từ đây lại đây cho anh em lựa 6,5 triệu con. Anh em muốn lựa con nào lựa ha. Trong 6,5 triệu thì nên mua con này đẹp nhất này. Con nó nữa, con nó áo hơi dăm này lốc đẹp cực kỳ ha. Trong kia còn là con D700 bét kim này, bán cho em 6 triệu ha. Con này là ga 65 ha. Đấy. Trong kia là Mitsu 7. Đấy. Oxy hôm nay thì ông anh kia là lấy mình hai cái, không còn cái nào cục nhỏ em còn nha. Lớn em hết rồi ha. Còn anh em nào đang xài mà hệ thống oxy hải sản tôm cá, chạy cá Bắc Nam, chạy bộ sĩ các cửa đầy cửa hàng ăn uống nhậu ha, thì liên hệ mình nha. Oxy và máy mình sẽ đảm bảo cho anh em chất lượng ha. Tư vấn cho anh em luôn ha. Con này là con gì? Con này có Mitsu 4 nước anh em nhé. Rồi, anh em nào mua này, cho anh em 3 triệu nha. 3 triệu nha. Bao zin bao chạy nha, bao đẹp nha anh em ha. Bao zin bao chạy bao đẹp ha. Máy đẹp lắm ha. Mitsu 4 nha, bao zin 100% cho anh em nha. Nó nước thì nó rẻ thôi, còn mà gió thì hơn anh em nhé. Con này là SD6 này, SD5 này, con này 7 ngựa mà con này là 8 ngựa này. Đấy. Bây giờ em review cho anh em một chút xíu là em xin dừng video, em có công chuyện em phải ấy xíu anh em nhé. Đấy, con này con ga 76 này rất là đẹp anh em này. Anh em mua thì cứ liên hệ ha. 7,5 triệu bán cho anh em nha.
Đây có con là Ơ750 Bé Kim này. Hàng xuất sắc luôn á ha. Đấy, con này con Ơ9 này. Đấy. Con này em bán rồi. Con này là Mitsu. Đây, anh em nào mà chạy cái dạng mà kéo R1 hoặc là kéo càng này. Con này con Mitsu 18 này. Mitsu 18 công suất nó 18 ngựa này, chạy ngang ngựa cái đầu D20 anh em nhé. Anh em nhớ. Ừ. Máy thì bao zin cho anh em 100%. Màu mè ngoài ngoài thì nó không được thực sự sáng lắm ha. Nhưng mà nắp quy lát này dồn nước sơn còn rất là ok. Đấy. Nó là có đề anh em nhé. Mitsu 18 anh em nhé. Mitsu 18 rất là khó kiếm, không dễ kiếm đâu em. Thùng dầu là ok. Thùng dầu, thùng nước ok. Nó có về móc nhẹ một chút xíu thôi. Đấy. Hey. Bánh trứng là đề đàng hoàng ha. Đấy. Con này giá tầm cỡ mười mấy thôi anh em. Anh em nào mua liên hệ kéo càng ha. Con này là EG80. Con này là EA7 ha. Dạ. EA55 chuỗi còn rất nhiều nha. Anh em nào mua liên hệ nha. EA50 này, EA60 này. EA60 này. Utakan ở đây này, ở đây hoài này. Anh em nào mua thì chốt bán cái này ha. Máy đẹp mà không có duyên này. Có nhiều người chạy là 3,5 triệu chạy nhiều lần rồi. Giờ em bán cho anh em 3,7 triệu được không ha. Anh em nào mua liên hệ này, bao zin bao chạy ha. Bán cho anh em 3,7 triệu ha. Con này khỏi chê nè. HX7 này, xích cái môi này một chút xíu này, bán cho anh em 5,5 triệu luôn này. Đấy. Đấy, anh em nào mua liên hệ đây. Hàng giờ cũng trống rất là nhiều đấy anh em nhé. Em để cho ra hàng để nhập lô khác vậy ha. Gần Tết nhất đến nơi ha. Thì hàng hiện tại của em là còn như vậy nhá. Anh em nào mua thì cứ liên hệ ha. Rồi. Rồi ngày cuối cùng của năm cũ, em chúc tất cả anh em luôn luôn mạnh khỏe ha. Gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Rồi, máy dầu Dương chào tất cả anh em nhé. Cảm ơn anh em đã đồng hành với Dương trong thời gian qua. Xin chào anh em nhé.